Xin chào quý vị các bạn ạ. Em tên là Thanh, số điện thoại 0981345595. Chuyên cung cấp phụ tùng lốp xăm yếm và máy xúc lật Trung Quốc. Em xin giới thiệu một người xăm lắp cho lốp xúc lật 20.5/70/16 và 23.5/70/16 nhé quý anh nhé. Quý anh có nhu cầu đầu tư thì liên hệ trực tiếp số điện thoại 0981345595. Đây, em quay cận cảnh chi tiết xăm yếm. Đấy, xăm này cao su rất là dai như vậy nhé. Đấy. 20.5/70/16. Xăm này lắp cho được dòng số xúc lật là 20.5/70/16 và 23.5/70/16. Đấy, em xem chi tiết cận cảnh. Cao su rất là dày. Em xem cận cảnh chi tiết. Cao su nhá, rất là dày. Đấy, có tem nhãn mác đầy đủ. Xin cảm ơn mọi người đã xem video. Mọi người hãy đăng ký video của em để cập nhật những mẫu xăm yếm lốp mới nhất nhé.